Paramax Pro V-Series, hệ thống karaoke chuyên nghiệp của năm, cân bằng giữa uy lực và chiết lý âm thanh trung thực. Hệ thống karaoke chuyên nghiệp Paramax Pro V-Series bao gồm loa full range Pro V40, subwoofer Sub V40, main MA220, mixer MX220 và micro SM1000 Smart. Loa full range Pro V40 và subwoofer Sub V40 có ngoại hình tinh xảo với lớp e-căng được dập CNC cùng lớp vỏ thùng dày, bên ngoài sơn phủ chống xước. Thùng loa Paramax Pro V-Series được thiết kế tối ưu cộng hưởng nội và đặc biệt ứng dụng cổng thoát hơi dạng khe hình chữ nhật, giúp tăng độ nhạy giải trầm, giảm tối đa các phản lực và nhiễu ồn so với các cổng reflex dạng tròn thông thường. Pro V40 sở hữu loa tweeter dạng củ nén, màng titan với voicon đường kính 1.75 inch, được điều dẫn âm bằng họng kèn giúp tối ưu chi tiết, độ động, cho hài âm mượt và mở được sân khấu rộng. Woofer của loa có đường kính 15 inch bằng giấy tổng hợp với viền xếp gân nhiều lớp, kết hợp voicon 3 inch và nam châm ferrit I35. Driver của loa subwoofer thụ động Sub V40 có thiết kế đồng bộ với woofer của Pro V40, cùng chất liệu màng, nam châm nhưng sở hữu voicon có đường kính lên đến 4 inch. Paramax MX220 và MA220 là bộ mixer karaoke và main công suất có khả năng phối hợp mượt mà. Main MA220 sử dụng mạch Class H với bán dẫn cao cấp của Toshiba cho công suất lên đến 1200W trên kênh 4 ohm để đảm bảo dòng ổn định, nhiễu âm thấp cùng với chất âm trung thực. Âm ly được trang bị biến thế xuyến rất lớn, hệ thống tụ chuẩn audio cùng kết cấu mạch dual mono tương tự như các Power Amp 2N. Mixer karaoke số MX220 có âm thanh và hiệu ứng vượt trội nhờ ứng dụng công nghệ giải mã âm thanh decoder chuẩn 5.1 với độ chính xác cao, cho giọng ấm với hài âm méo rất thấp và phối tròn với nhạc nền. Mảnh ghép cuối cùng của hệ thống karaoke Pro này là bộ micro không dây SM1000 Smart. Đây là bộ micro UHF thế hệ mới nhất của Paramax, trang bị mạch công nghệ kỹ thuật số giúp kiểm soát chặt chẽ tín hiệu âm thanh, cho chất âm trung thực, hỗ trợ hát nhẹ, hạn chế mức thấp nhất tình trạng méo và vỡ tiếng. Toàn bộ hệ thống karaoke Pro V-Series bao gồm 5 thiết bị: loa full range Pro V40, subwoofer Sub V40, main MA220, mixer MX220 và micro SM1000 Smart. Đây là thành quả của hơn 20 năm nghiên cứu, chọn lọc và phát triển của thương hiệu Paramax nhằm tạo nên một giải pháp phù hợp nhất cho không gian gia đình, nhưng có hiệu quả và chất lượng trình diễn ở chuẩn chuyên nghiệp, đáp ứng cả về tính thẩm mỹ, chất lượng linh kiện tin cậy, độ bền, tính đồng bộ trong phối ghép và hơn hết là thể hiện đúng triết lý hướng tới việc tái tạo âm thanh trung thực. Paramax Pro V-Series xuất sắc giành giải thưởng Editor Choice Award 2021 ở vị trí dẫn đầu danh sách bình chọn hệ thống karaoke chuyên nghiệp của năm.